Cô xin chào tất cả các bạn học sinh khối 2 thân yêu. Rất vui được đồng hành cùng các con trong tiết học tự nhiên xã hội. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài học có liên quan đến sức khỏe của các con. Đó là bài phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. Bài học này sẽ giúp các con nêu được một số nguyên nhân có thể gây ra ngộ độc, nêu được những việc có thể làm để phòng tránh ngộ độc và xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 4 hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là nguyên nhân gây ra ngộ độc. Hoạt động thứ hai, các dấu hiệu của ngộ độc. Hoạt động thứ ba, phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. Và hoạt động thứ tư, cách xử lý khi bị ngộ độc. Như các con đã biết, hàng ngày để duy trì sự sống, con người đều phải ăn uống nhiều loại thức ăn như cơm, thịt, cá, trứng, sữa. Bây giờ, cô mời các con cùng xem một clip sau để xem bạn nhỏ Chọc đã gặp vấn đề gì nhé. Con cảm ơn mẹ. Dưa hấu từ tối qua ăn chắc không sao nhỉ? Chị ơi, em đau bụng quá. Để biết bạn nhỏ gặp phải vấn đề gì, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động đầu tiên, đó là tìm hiểu về nguyên nhân gây ra ngộ độc. Các con hãy quan sát lần lượt 4 bức tranh trên màn hình và cho cô biết điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi hình sau. Vì sao? Các con hãy bấm dừng clip để suy nghĩ. Tranh 1. Bạn nam uống nước không rõ nhãn mác, dễ bị ngộ độc nếu là chai thuốc hoặc hóa chất. Tranh 2. Hai bạn rủ nhau ăn loại quả chưa rõ nguồn gốc, dễ dẫn đến ngộ độc nếu đó là quả dại có chứa chất độc. Tranh 3. Bạn nam lấy nhiệt kế thủy ngân xuống chơi, nếu thủy ngân vỡ dính phải miệng sẽ gây ngộ độc. Tranh 4. Bạn nam ăn củ sắn còn sống. Sắn sống chứa nhiều nhựa, ăn vào có thể dẫn đến ngộ độc. Vậy các con thấy rằng có nhiều nguyên nhân gây ra ngộ độc, trong đó ngộ độc qua đường ăn uống là nguyên nhân chủ yếu. Vậy là bạn nhỏ trong tình huống ban đầu đã bị ngộ độc thức ăn do ăn phải dưa hấu để qua ngày, đúng không nào các con? Cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn. Và ngoài ra còn một số nguyên nhân nữa. Cô mời các con cùng xem đoạn clip sau nhé. Cháu đã từng gặp ai bị ngộ độc thực phẩm chưa? Dạ, có một lần cháu thấy anh trai cháu bị nôn vì ăn phải đồ hỏng ạ. Đúng rồi, lý do đầu tiên đó là chúng ta ăn phải thức ăn ôi thiu, có mùi. Những thức ăn đã bị hỏng, không thể ăn được nữa. Thường có những mùi hôi tanh khó chịu. Chúng chứa rất nhiều vi khuẩn độc hại, khiến ta bị ngộ độc đó. Ngoài ra, thức ăn có ruồi, muỗi đậu cũng khiến chúng ta bị ngộ độc. Các cháu quan sát nhé. Chân của các côn trùng như ruồi, muỗi có rất nhiều vi khuẩn. Khi chúng đậu vào thức ăn, những vi khuẩn đó cũng bám vào thức ăn, khiến chúng ta ngộ độc nếu ăn phải. Ôi, nhiều vi khuẩn quá, chúng đang đậu vào đồ ăn kìa. Các cháu rất thích uống những đồ uống có nhiều màu sắc như siro, nước hoa quả, sữa đúng không? Ôi, nước siro ngon tuyệt, bố mẹ cháu rất thích ạ. Tuy nhiên các cháu phải hỏi bố mẹ trước khi muốn uống nhé, bởi trông chúng rất giống những chai nước tẩy rửa có màu. Chúng sẽ làm các cháu bị ngộ độc và phải đưa vào bệnh viện đấy. Không ai thích vào bệnh viện đúng không nào? Để bác ví dụ nhé, như nước siro và nước lau sàn này, nước lọc và nước có cồn này, phải thật cẩn thận. Bác ơi, mẹ cháu dặn khi nào uống sữa phải xem có ngày sử dụng đúng không ạ? Mẹ cháu nói đúng đấy, thức ăn cũng có hạn sử dụng nhất định. Ví dụ như sữa, phô mai và các loại đồ hộp khác, chúng ta phải đọc kỹ, ngày sản xuất và hạn sử dụng có in trên bao bì. Khi hết hạn cũng là lúc thức ăn trở nên ôi thiu và hỏng, không ăn được nữa. Ồ, hóa ra là vậy. Các cháu còn biết những lý do khác nào khiến bị ngộ độc thức ăn nữa không? Các cháu về nhà hỏi bố mẹ, ông bà rồi ngày mai chúng ta lại trò chuyện cùng nhau nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước qua hoạt động 2 để tìm hiểu các dấu hiệu của ngộ độc. Các con sẽ được xem một tình huống và trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Nam bị ngộ độc? Câu hỏi thứ hai,
khi bị ngộ độc, Nam có biểu hiện như thế nào? Và bây giờ cô mời các con cùng xem tình huống đó nhé. Tay khát nước quá. À, có sữa kìa. Sao cứ khát khát thế nhỉ? Chai sữa này có vị hơi chua. Ôi, đau bụng quá. Mẹ ơi, con buồn nôn và đau bụng quá. Con bị sao vậy? Con có muốn đi ngoài không? Con đi đi, rồi mẹ đưa vào bệnh viện kiểm tra ngay nhé. Cháu cảm thấy thế nào trong người? Cháu buồn nôn và đau bụng mà. Hôm nay cháu đã ăn những gì? Sau khi cháu đi đá bóng về, cháu có uống một ít sữa thôi. Cháu thấy có vị chua nhưng nghĩ không sao, nên cháu... Cháu nhà mình bị ngộ độc thực phẩm, chắc do cháu đã uống phải sữa đã hết hạn sử dụng. Cháu cảm thấy đỡ hơn chưa? Cháu thấy ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Cháu bị ngộ độc thực phẩm nên có các triệu chứng buồn nôn, đau bụng đi ngoài. Vì vậy, trước khi muốn ăn gì, cháu hãy hỏi người lớn trước hoặc kiểm tra ngày sử dụng trên bao bì nhé. Dạ vâng ạ. Vậy là Nam đã bị ngộ độc vì uống phải đồ uống hết hạn sử dụng. Khi bị ngộ độc, bạn ấy đã có các dấu hiệu như là đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. Cô xin nêu lại một số nguyên nhân gây ra ngộ độc khi ở nhà, đó là do ăn uống thức ăn không rõ nguồn gốc, ăn uống thức ăn không hợp vệ sinh, cất giữ đồ dùng không cẩn thận. Và khi đã xảy ra ngộ độc thì sẽ có những biểu hiện như sau: đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Các con hãy tiếp tục tìm hiểu trên sách, báo, tivi về những trường hợp bị ngộ độc qua đường ăn uống khi ở nhà, chia sẻ với bạn hoặc người thân về nguyên nhân gây ngộ độc trong những trường hợp đó. Còn bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước qua hoạt động 3, phòng tránh ngộ độc khi ở nhà. Các con hãy quan sát 4 bức tranh và nêu tác dụng của những việc làm trong mỗi hình dưới đây. Chúng ta có thể làm gì để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà? Các con hãy bấm dừng clip để suy nghĩ nhé. Ở bức tranh này, các con thấy rằng khi ghi tên thuốc và cất giữ vào đúng vị trí sẽ giúp ta không uống nhầm hay sử dụng sai chức năng của thuốc. Bức tranh tiếp theo, không ăn thức ăn bị ôi thiêu. Và chúng ta hãy bỏ thức ăn vào thùng rác đã được phân loại để giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu. Bức tranh tiếp theo, khi thức ăn còn dư thừa thì phải để vào từng hộp và để vào tủ lạnh để giúp bảo quản thức ăn không bị hỏng và vi khuẩn sẽ không nhiễm vào thức ăn. Và bức tranh tiếp theo, chúng ta cần rửa sạch táo trước khi ăn, giúp loại bỏ được vi khuẩn, bụi bẩn hoặc thuốc trừ sâu hay chất bảo quản còn bám lại trên vỏ táo. Cô giới thiệu đến các con một số cách phòng chống ngộ độc. Đó là thuốc nên để trên cao ở vị trí riêng, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ, ghi chú trên nhãn các loại thuốc độc nguy hiểm, không ăn thức ăn bị ôi thiêu, cất giữ bảo quản thức ăn cẩn thận, rửa sạch hoa quả dưới vòi nước sạch trước khi ăn. Cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số cách phòng chống ngộ độc. Sau đây, cô có một trò chơi nho nhỏ dành cho các con để xem các con có cách bảo quản, cất giữ đồ dùng trong nhà mình như thế nào. Trò chơi có tên gọi Thử Tài Dọn Dẹp. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu chơi thôi. Trò chơi như sau, cô có một số đồ dùng sau đây, con hãy suy nghĩ xem những đồ dùng này sẽ đặt ở đâu trong nhà của mình cho hợp lý nhất. Các con hãy bấm dừng để suy nghĩ. Các con có câu trả lời chưa nào? Đầu tiên là nhà bếp, chúng ta sẽ để nước lọc và nước tương, đúng không nào? Tiếp theo, tủ có khóa. Chúng ta sẽ dùng để đựng thuốc trừ sâu cũng như là các hóa chất độc hại để tránh xa tầm tay của trẻ em. Còn nhà tắm thì chúng ta sẽ để dầu gội đầu và kem đánh răng để tiện cho việc sử dụng, đúng không nào? Cuối cùng, thuốc chúng ta sẽ để ở trong tủ y tế của nhà mình. Cô tin chắc rằng
Tất cả các con đều có những cách bảo quản, cách giữ đồ dùng rất tốt. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách phòng chống ngộ độc khi ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước qua hoạt động 4, cách xử lý khi bị ngộ độc. Cô mời các con hãy xem một tình huống sau nhé. Quá! Em làm sao thế? Em bị đau bụng như thế nào? Em nằm lên đây đã nhé, để chị gọi điện cho bố. Bố ơi, em bị đau bụng, đau lắm đấy. Sao em lại đau bụng? Con hỏi xem em đau như thế nào? Có sốt không? Có ăn nhầm phải cái gì không? Bố hỏi em có ăn nhầm phải cái gì không? Em có ăn dưa hấu, tối qua mẹ mang cho em, nhưng sáng nay em mới ăn. Em có thấy buồn nôn, muốn đi ngoài không? Bố mẹ về nhà ngay đây. Em có buồn nôn không? Có muốn đi ngoài không? Có, em muốn đi ngoài. Bố ơi, chán em hơi nóng, em muốn đi ra ngoài nữa. Em ăn dưa hấu để qua đêm bố ạ. Vậy có thể là em bị ngộ độc thực phẩm rồi, còn dẫn em đi vệ sinh nhé. Vâng ạ. Ở tình huống này, các con đã thấy bạn nhỏ bị ngộ độc thức ăn đúng không nào? Và cách xử lý của người chị là gì nhỉ? Đúng rồi, chị ấy đã gọi ngay cho bố của mình. Vậy khi bản thân hoặc người thân của các con bị ngộ độc thì các con cần bình tĩnh, báo ngay cho người lớn hoặc gọi đến số 115 nếu thấy tình hình quá khẩn cấp. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Sau đây, cô sẽ có một câu hỏi nho nhỏ dành cho các con, đó là: gia đình em sắp xếp và bảo quản đồ ăn, thức uống như thế nào? Cần thay đổi gì để phòng tránh ngộ độc xảy ra nếu có? Vì sao? Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con. Thường chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi.